Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 2007-2015, đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết từ năm 2007 đến nay, Ban điều hành đề án đã phê duyệt tổ chức triển khai thực hiện tổng số 81 nhiệm vụ khoa học công nghệ, 95% đề tài dự án sản xuất thử nghiệm trong tổng số 57 đề tài và 24 dự án đều gắn với thực tế sản xuất kinh doanh và trực tiếp được thực hiện tại các doanh nghiệp. Đặc biệt, số lượng dự án sản xuất thử nghiệm có sự tăng đáng kể, trung bình giai đoạn 2007-2015 là 28%, riêng trong năm 2015 đạt tỷ lệ cao nhất là 60%. Tuy nhiên, các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng công tác thông tin về đề án, thông tin về kết quả và quá trình chuyển giao chưa được phổ biến rộng rãi, còn thiếu những thiết bị đồng bộ phục vụ cho nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ ở quy mô nhỏ và vừa. Việc xây dựng, triển khai các dự án đầu tư sản xuất, các chế phẩm sinh học phục vụ cho nhu cầu sản xuất và phát triển ngành công nghiệp chế biến tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, v.v. Do đó, để đề án đạt được mục tiêu đề ra cho ngành công nghiệp công nghệ sinh học, Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan cần có sự đồng bộ hơn nữa từ cơ chế chính sách, phối kết hợp, liên kết đồng bộ với các chương trình khác nhau như chương trình công nghệ cao, cơ khí trọng điểm, xúc tiến thương mại, v.v.